À, xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bộ ben thủy lực, nó tích hợp sẵn này. Cái bộ này sử dụng điện áp là 60V, thì hay dùng cho những cái xe điện dạng như xe thu gom rác hay là những cái xe vệ sinh môi trường cỡ nhỏ. Cái tải trọng đẩy của nó thì được khoảng 300 đến 500 kg, và cái hành trình của nó là 60 cm. Cái này thì nó thích hợp là đẩy ở phía đuôi thùng xe và phần trên, bởi vì kích thước cơ bản của nó là kích thước nó cao, nó là 90 cm đây các bạn. Đấy, kích thước cơ bản của nó, kích thước của nó là 90 cm. Thì một số cái kích thước thì bên mình sẽ đo thử cho các bạn. Cái kích thước vỏ của nó là 60. Đấy. Cái kích thước bên xi lanh của nó là 3. Kích thước này là 30 mm này. Kích thước này là 60 mm này. Đấy. Và đây là cái cây ben này, là cây ben hai chiều các bạn nhé. Điện áp là 60V và công suất là 500W, thằng này nó ăn rất là nhẹ điện. Đây mình sẽ bấm thử cho các bạn xem tốc độ đẩy ra của nó như thế nào nhé. Mình thu hết về trước này. Và đẩy ra này. Đấy, là hành trình của nó là 60 cm. Hành trình thì được đo bằng cái quãng xi lanh nó đẩy ra đây các bạn này. Như này là 60 cm này. Thì đấy là cái thời gian đẩy ra, thì các bạn có thể bấm ngay trong video. Còn đây là thời gian thu về này. Hiện tại thì bên mình có hai loại. Đấy là loại hành trình 200 mm và hành trình 600 mm. Cũng điện áp 60V, công suất là 500W. Đây các bạn mua thì nó đã có sẵn cả cái bộ tay điều khiển này rồi. Tay điều khiển tiến lùi này. À, có cả dầu thủy lực ở trong này luôn rồi nhé. Thì đối với lại cái loại xi lanh thủy lực ấy, thì cái phần đẩy lên bao giờ nó lực nó cũng lớn hơn là so với cái phần đẩy xuống. Thì vì vậy khi các bạn lắp đặt thì các bạn lưu ý là cái chiều đẩy lên ấy, thì là cái phần trên này là đẩy lên này, còn cái phần dưới là phần thu hồi về. Phần thu hồi về thì lực bao giờ nó cũng yếu hơn. Cái đấy nó liên quan đến cái kết cấu và đặc thù của cái xi lanh thủy lực hai chiều. Đấy các bạn có thể tìm hiểu thêm. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video và ủng hộ kênh. Các bạn xem video nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Mọi chi tiết đặt hàng thì liên hệ ở số điện thoại phía dưới màn hình. Cái bộ này lắp đặt thì rất dễ dàng thôi các bạn. Bạn chỉ cần kết nối phần trên này và cái phần dưới này là xong thôi, không có vấn đề gì hết.
Đấu điện thì cũng rất đơn giản thôi, hai đầu dây vào đây và hai đầu dây vào bộ nguồn là xong. Cái bộ này nó như cái công tắc đảo chiều thôi, không có gì cả.